Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Hôm nay mình lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ARK. Và trong video tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình sẽ chế tạo ra một cái siêu test. Đây, cái siêu test này thì công thức cũng rất là dễ luôn á. Mình sẽ chế tạo một cái ăn. Hiện tại á, là căn cứ của mình ở đây nè, quá chật chội. Mà đồ công nghệ test á, thì mình chưa có unlock ra được hết á. Cho nên trong tập ngày hôm nay chắc mình sẽ chế tạo, mình xây dựng một cái căn cứ bằng đá tạm đi các bạn. Sau này unlock ra nhiều đồ test á, mình sẽ bắt đầu nâng cấp lên từ đá thành cái đồ test luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy gỗ nè, lấy thêm tháp với lại lấy thêm đá ra nữa, để bắt đầu mình sẽ di chuyển tới chỗ xây dựng căn cứ mới ha. Cái này là mình thấy là có thể bích up lên được nè, đó mình có thể lấy lên. Với lại cái đền rồng phía bên đây thì mình cũng có thể bích up lên được. Mình sẽ lấy hết đồ ra đi, sau đó mình cũng sẽ bích up lên ha. Cái lò nung ở phía bên đây thì mình thấy là cũng có thể bích up lên được nè, nhưng mà nó đang có nhiều mây tò trong này quá, cho nên bắt úp sau đi. Còn bây giờ thì lên bờ te thôi các bạn, để đến chỗ mình dự định xây dựng căn cứ mới ăn. Mình sẽ làm trước cái căn cứ bằng đá trước đây, sau này có đồ mình sẽ nâng cấp lên luôn. Bên đây thì cũng khá là an toàn chứ cũng không nguy hiểm lắm. Mình sẽ đặt cái siêu ở phía bên bên dưới đây, ngay chính giữa cái hòn đảo này luôn ha. Đó, ở đây sau đó mình sẽ kích quạt lên. Kích hoạt lên thì nó sẽ bắt đầu cái dòng nó xíu à. Mình sẽ bật maximum cái độ lớn của nó lên nha. Đó, nó bắt đầu lan rộng và bắt đầu bự 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 ra dần dần nha. Xem coi có đủ sức bao bọc hết cái chỗ này của mình lại không. Mình tính là xây dựng cái căn cứ chỗ này đó bạn. Đó, có hai cái thác nước hai bên nhìn cho nó đẹp hơn. Uầy, nó cũng bự lắm đó chứ. Ui, muốn lấn vào cái đảo kế bên luôn mà. Đó, trên này là sau này mình có thể để mấy con đệ của mình trên này nữa bạn. Đó, như con rồng nè, đậu trên này ăn, nó nhìn xuống phía bên dưới. Còn căn cứ của mình sẽ ở phía bên dưới này. Cái bàn dịch chuyển này mình thấy nó hơi bị vướng vướng à. Mình cũng sẽ bắt up lên, chuyển nó xuống phía bên dưới à. Để sau này dịch chuyển tay le rồi nó không có bị vướng nhà của mình á. Sau đó thì mình cũng sẽ đặt tên lại là thành nhà 2 luôn. Dưới này đang có mấy cục đá dưới này ha. Đá này hơi bị lỗi, mình có thể đập bỏ được nè. Đập bỏ cho nó đỡ xấu à. Đó, à quên đó, lấy cái rìu của mình để mình đập, mình lấy thêm đá chứ. Xây dựng cái căn nhà đá cho nên mình sẽ cần có nhiều đá lắm. Ở đây thì mình sẽ canh cho nó ngay chính giữa ăn. Tầm này ngay chính giữa. Đó, sau mình kéo vô phía bên trong xíu. Canh cho nó ngay chính giữa để mình xây dựng ra phía bên đây một cái cho nó 3 ô. Sau đó mình sẽ sử dụng tới tam giác đây, liên kết bằng những cái tam giác. Mình sẽ xây dựng cái vòng tròn trên này nữa bạn, để mình đặt cái bàn chế tạo đền rồng ngay chính giữa. Chính giữa thì mình sẽ ốp cái tam giác vô luôn. Đó, mình sẽ đặt bên đây đền rồng ha. Còn phía bên đây sẽ là một cái bàn để summon boss á. Ok, có được thêm một cái hình tròn nữa các bạn. Bây giờ thì đến với lại cái đền summon boss nha. Đền này để chế tạo mấy cái trứng boss nè. Mình cũng sẽ canh cho nó ngay ngay trên này để mình đặt trên này luôn phát. Cho nó đều vòng vòng hết á. Ok, vậy là được rồi đó. Mình sẽ chế tạo thêm mấy cái lan can bằng đá nữa. Lan can bằng đá mình sẽ sử dụng bình thường thôi cũng được, 40 cái đi. À, giờ trong này vậy là hai bên là sẽ là hai cái ngôi đền. Chính giữa sẽ là căn nhà của mình á. Đó, sau khi ốp mấy cái lan can vô thì nhìn nó cũng trở nên tươm tất và đẹp hơn á. Chỉ còn thiếu ở phía đằng sau này nữa thôi. Phía đằng sau này mình sẽ sử dụng toàn bộ bằng những cái hình tam giác anh, để làm căn cứ lần này. Và mình bị hết đá rồi. Đá thì đây vẫn còn nữa nè. Mình sẽ đập hết những cục đá vòng vòng xung quanh để farm thêm đá. Ở phía đằng trước này bây giờ thì đang trong lúc chế tạo thì mình nghiên cứu anh. Mình sẽ đặt mấy cái vách tường, ví dụ như vách tường phía bên đây. Bên đàn cái, phía bên đàn cái. Rồi đoạn chính giữa này mình sẽ có được hai ô, cho nên là vừa với lại cái khung cửa của mình luôn nè. Mình cũng sẽ canh cho nó ngay chính giữa xíu, đừng để nó hở giữa hai chiếc tường ra là được. Ok, được rồi đó. Rồi, lắp cái cửa này vô là mình có thể đi ra đi vô ngon lành nè. Còn bây giờ tiếp tục với mấy cái foundation của mình thôi.
Đó, thì là cũng đã ngon. Rất em gói vô một cái. Trên này thì bắt đầu mình cũng sẽ đặt những cái lan can luôn cho đẹp. Đây, góc nhìn ở phía bên trên xuống nè. Tuy đại thôi mà nó ra hình tam giác giống như biểu tượng của chữ A của ARK quá anh. Thiếu cái là nó không được nhọn á. Mình mà làm trên này nhọn nhọn nữa thì giống giống á. Làm hình thôi á bạn, là giống giống cái biểu tượng ở trên tay của con nhân vật của mình luôn á. Sau này chắc phải nghiên cứu làm cái căn cứ hình thôi ha, cho những series sau của mình đi. Còn đây có đường đi ra đi vô, nhưng mà chưa có cửa. Mình sẽ chế tạo cái door luôn. Cũng chắc chắn là ít cộng rồi. Để đi ra đi vô cho nó tự mở luôn ha. Đó. Rồi cái này thì bây giờ mình sẽ lấy hết đồ đây. Bắt up lên được nè. Cái này thì mình cũng cái này bắt up không được ha. Cái đó chỉ giá có một gỗ thôi. Còn đây thì thịt đồ đang nướng. Lò này thì nó không cho bắt up ha. Cái bàn này thì chắc chắn là cũng không rồi. Thôi phải tự chế tạo lại á. Cái bên đây thì cũng không cho bắt up luôn. Thôi cứ lấy đồ heo thôi. Lò luyện xô, lò luyện xô chắc mình để phía bên đây đi. Đó, để một mình nó trong này luôn á. Còn bên đây là lò nung của Vanilla. Rồi sau một hồi xây dựng đó các bạn, thì mình sắp xếp mấy con đệ của mình nè. Và căn cứ của mình thì đây là góc nhìn ở phía đằng sau á. Đây là vô trong nhà, đồ đạc thì mình cũng sắp xếp lại các bạn. Cái nào bích úp được mình bích úp lại đem qua phía bên đây hết rồi. Còn phía trước là hai cái ngôi đền. Đó, nhìn tươm tắt ngon lành á. Bờ te của mình thì bây giờ thì kéo ra chắc là bay được á. Hồi nãy em nó nặng quá. Đồ trên người em nó thì cũng đã được xử lý, mình dọn dẹp hết đồ rồi. Và bay lên phía bên trên. Bây giờ có cái siêu quang cho nên căn cứ mình an toàn lắm. Và bên đây thì bắt cùng đầu cũng thoáng hơn rồi. Dễ dàng thu vực mấy con đệ và để đây ngon lành luôn. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng á. Hôm nay mình để xem coi, mình có đủ đồ để chế tạo thêm một cái cục leo chành nữa không á. Xem cây đủ không. À một cục thôi. Thiếu polymer hả? À vậy bây giờ mục tiêu của mình là đi săn mấy con bọ ngựa. Tìm mấy con bọ ngựa để đi săn. Cứ đi tìm trước đi ăn. Mình hôm nay mình đi tìm thử con róc đa ke đó bạn. Mà leo trên Derry á. Để mình còn bắt thử xem coi. Con nó mà bay được hai châu bờ te ngon luôn. Đó bên đây có nè. Nhưng mà bên đây là Origin á. Nhìn xanh xanh giống như là leo trên Derry. Nhưng mà nó là cấp độ Origin lận. Con nó còn lâu mình mới bắt được. Trên này mấy con chi ke vậy. Quá trời quá đất à. Nhưng mà chắc mình không cần farm đâu. Uầy. Con này là thần thoại á. Tính ra nếu mà mình lên cấp độ thần thoại là mình bắt được nhiều con lắm luôn á. Chiêu phun lửa đẹp quá. Ừ cá sấu nữa hả. Ây chà. Đâu mình xuống mình đánh luôn á. Rồng của mình hôm nay cũng có tốc độ rồi, cho nên mình sẽ sử dụng con rồng mình xuống đánh đi. Xem mà có thêm vật phẩm tiến hóa nữa không. Này xuống mình phụt cho một cái á. Giờ phụt phát 4.000 dam rồi. Chuột phải thì cũng 4.000 dam. Lửa xa thì cũng 4.000 dam không. Nếu mà có thêm được một cái cục đá tiến hóa nữa là mình có thể tiến hóa được cho con cá sấu nhà mình lên thành từ silver thành vàng luôn á. Có không? Ôi không có rồi. Quá đáng tiếc à. À, rồng hôm nay thì bay cũng nhanh nhanh hơn chút xíu thôi chứ không nhanh lắm đâu. Bay cũng tạm tạm được ha. Đói quá vậy nè. Ăn nhiều một cái đi. Rock da ke thì không có. Còn mấy con chi ke huyền thoại thôi. Mình sẽ xuống phía bên dưới này khám phá thêm. Con gì đây? Con rồng này bay thì nó hơi bị vướng tầm nhìn nha. Nhìn nó giống như vỏ sò mà có chân đi vậy á. Con nó thì ót bạn. Chưa đủ sức để bắt nó luôn. Ây da, con gì bự lắm. Ui. Con này cũng hơi ót quá, bên đây hơi ót nhiều dữ cơ. Nó giống như cái cây mà nó cầm cái cây dùi cui nó gì á. Và đây con rồng nữa nè. À silver nè. Buột luôn một cái đi. Giết luôn à. Ui, thôi nó đập thì ghê quá. Tốt nhất mình nên né xa 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 ra. Phát hiện thêm nhiều quái vật mới phía bên đây anh. Lại là một con vỏ sò nữa nè. Vỏ sò nhưng có chân mình thấy giống giống như chân của con cua hay sao á.
nó nhìn cũng thoáng quá anh. Nhiều khi mình chưa lại gần nó chưa lót ra, chưa nhìn thấy á. Chứ bay gần hơn xíu nữa là nhìn thấy. Đó, có mấy con rùa dưới nè. Đây con gì nữa nè. Origreen nữa hả. Còn thứ dữ không à. Nhìn nhỏ xíu à. Ba chiều mấy máu. Ôi dạ, con gì nữa nè. Cũng là Origreen nha. Ôi, con nó nhiều chân lắm. Một bên của nó hồi là 4 chân, vậy là nó có 80 chân nha. Cái đuôi nha. Giống giống ăn kilo nhưng mà ngầu hơn nhiều. Gai lĩa dĩa tầm lum tầm la hết á. Rồi con gì nữa nè. Gorilla mà phiên bản là đá hả. Nhảy lên đập xuống. Có tiếng âm thanh thú giống con khỉ. À Gorilla. Nhưng mà phiên bản này là rock ăn. Vậy là con này khỉ đá. Hú lên kìa. Đập kìa. Ghê quá vậy. 16 triệu máu hả. Cấp độ Origin luôn. Bên đây nhện. Ủa nhện le chanh nè. Nhưng mà 80 á. Nó mà cười quá. Không đáng để mình đầu tư. Và có nhện Origin nữa ăn. Và tới tận 2 con khỉ đá luôn á. Bên đây thêm một con nữa. Hú hú lên. Phía bên đây toàn hàng thứ dữ thôi. Khỉ đá đó sau này mình sẽ thu phục một con mới được. Mình đi lòng vòng mình tìm thấy một con quay vành Legendary mà level 640. Vẫn chưa phải là maximum. Ôi vậy là con rồng này nó có thể vượt mốc level luôn á. Con rồng là rồng... rồng nguyên tố à. Nó kêu là quay vành Legendary 2 triệu turbo lận. Turbo hơi nhiều ha, 400.000 máu. Máu thì không nhiều nhưng mà turbo thì nó rất là nhiều. Con này bây giờ thì mình tuổi rồng mình bắn nó ha. Để mình thử nghiệm mấy cách ha. Đứng trên lưng của nó. Sau đó cho nó follow mình. Đó, đứng trên này sau đó mình bắn, sau đó mình chạy. Bắn sau đó chạy. Lên thêm chút tốc độ cho em nó đi. Để hit and run cho nhanh hơn ha. Đây, đứng đây sau đó mình tỉa nó. Đâu hả? Ồ, con rồng này bự quá, cũng khó nhìn. Đó, góc này mình bắn được nè. Con rồng này mình đã sử dụng Ripper chơi nó thì hơi căng. Cho nên đứng từ xa mình tỉa nó. Được, được, được. Có cây nỏ này thì bắn như AK vậy cho nên là tỉa cũng nhanh. Đó, dính, 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 dính. Nó đang bị phân tâm bởi con gì dưới á. Cho nên ở đây là mình bắn thoải mái, không sợ nó dí mình nha. Ngoài tầm nhìn của nó luôn hay sao, nó không target mình được. Mình nhắm lại gần gần xíu à. Đó, trúng nè, trúng nè. Thấy đỏ đỏ lên là chắc chắn là trúng. Và được 25% turbo nó rồi. Đang tìm rốc đa ke nhưng không có ăn. Bắt con quay vần này cũng được. Đây rồi. Bắn một hồi đó các bạn thì em nó cũng đã xỉu. Bây giờ mình phải đi tìm mấy con bọ ngựa thôi. Bọ ngựa thì ở gần gần đây không có ăn. Bọ ngựa thì gần gần chỗ căn cứ cũ của mình nhiều lắm. Chắc về bên đó mình xử vài con quá. Bên đây có Raptor thôi. Bọ ngựa thì có thể qua sa mạc cũng được. À nhưng mà sẽ dịch chuyển về căn cứ gần hơn á. Con silver hay con vàng gì đó cũng được. À đây có một con nè. Có luôn, ôi silver luôn nè. Trời ơi, đâu mà ngay dữ à. Đây của cái lụm luôn, trắng luôn. Đây gốc đa ke lê trần nè, nhưng mà 80 à. Dứt. Đó. Mình quay trở lại mình thấy hình như có con Raptor vàng mà là hỡi xương. Ây cha. Ây cha cha. Chú mình dụ nó một cái ăn. Xem là bắn xỉu được không. Đang con này ngon à. À nói dưới kìa. Ui mà hỡi xương này là không có bắn xỉu được. Vậy là phải xử nó thôi. Dụ lên phía bên kia cho nó cắn ăn. Con này hình như là lần trước mình lấy xương được từ nó hay gì nè. Nó cho mình cái xương giống như cục phân để bón trồng cây á. Đánh thử được phải không? Đúng rồi, cho một cái xương nè. Lần trước mình được 2 cái anh. Lần này thì được 1 cái. Cái gì cha? Em nó đã chơi thành đệ tử của mình. Bao nhiêu máu đây? Ui, 700.000 máu anh. Nhiều hơn con Red nãy luôn á. Đây, con đa gần vàng cấp vô 1 cái. Con này thì bỏ luôn cái phần đánh dấu em nó 1 cái đi. Thử sức mạnh, thử sức mạnh cái. Ui, nãy nó bị mình bắn như con nhím nè anh. Giống như con Red ngày hôm qua. Ở đây thì có mấy con này hả? À có Raptor nè. Thử chi chụp phải cái. À chụp phải là phun lửa ha.
cắn thừa một cái 3800. Rồi chịu ít đi. Ít là à điện điện điện. Con rồng này vừa có lửa mà vừa có điện á. Lửa cũng 3000 mấy. Điện thì cũng sẽ 3000 mấy. Còn xê coi. Xê đập cánh à. Đập cánh chắc farm được phát quá. Quy coi. Quy là độc hả? Wow. Bắn nó chạy, bắn nó chạy, bắn nó chứ bắn nó. Ồ độc thì ui 2700 nhưng mà kéo lên nguyên một giây luôn á. Ồ dính một cái là mình không cần ngay chỗ đó đâu ăn. Lửa thì phải đứng tại chỗ để mình phụt nó, còn cái này là trên mình nã xuống nè. Nếu mà chúng là kéo đi một giây lận. Thật sợ qua thì được có mấy trăm thôi. Đậu xuống đất để mình bắn cho nó dễ ăn. Đảm bảo dễ chúng hơn nè. Đó rất tươi vàng hả chạy đâu. Ôi da. À chiêu độc này nếu mà mình ở gần cái vụ nổ á là mình cũng sẽ bị dính độc luôn. Mình chưa thử hết chiêu của em nó mà mình đi nhanh quá. Trời ơi. Mình sẽ chắc cơ cho nó một cái đây ăn để quên. Rồi chưa cộng sức mạnh cho em nó, mình thử hết chiêu ấy đã. Chiêu quy là chiêu bắn độc đúng không? Chiêu r thì à hình như là lửa này là lửa băng nè. Lửa này là hơi lạnh. Còn chiêu o coi. O không có control alt. Ờ à, không có. Vậy có lửa nè. Rồi chiêu này là điện nè. Rồi chiếc C thì đậu dưới đất. Còn cái này là ở trên là nó gấp à. Mình sẽ thử gấp con para lên thử nha. Para vàng nè. Ui, chiêu này không phải là chiêu gấp. Không phải là gấp mà là cào. Cào và làm cháy mục tiêu luôn hả? Wow. Chiêu C còn chiêu này là độc á. Độc là phải sử dụng cẩn thận. Sử dụng gần gần là mình đi luôn. Kinh nghiệm á. Chiêu này bắn xuống nè. Chiêu độc là mình có thể spam liên tục là bắn như mưa á. Nhưng mà chỉ bắn ở cửa ly xa, cửa ly gần nguy hiểm lắm. Cửa ly gần mình có thể sử dụng điện. Hoặc là lửa này cũng được. Điện nè. Hoặc là băng, ờ đúng rồi. Nếu mà gần gần sử dụng băng chắc là hợp lý á. Đây có mấy con chi ke nè. Vô phụt băng cái. Đóng băng không. Ui băng này mạnh quá. Băng này phát đi luôn mà. 3000 mấy trong hết đam mặc định. Bây giờ thì lên được đó. Lên thử sức mạnh cái anh. Con này cũng không cho mình vừa ba về sử dụng cái cây nỏ. Dưới này có mấy con Raptor huyền thoại nè. Raptor rồi chắc mình sẽ dứt luôn nha. Xem có đóng băng không. Hình như nó bị lạnh á. Nó bị lạnh á. Nó bị lạnh dần dần nó bắt đầu đóng băng. Chưa đủ băng hay sao nè. Mình sẽ đậu xuống mình chơi luôn ha. Huyền thoại đánh với huyền thoại chứ nó đánh mình cũng không đau lắm đâu. Đó đóng băng rồi nè. Để xem coi khi nào nó tan băng nha. Nó ghi là 99999 luôn á. Nhưng mà cũng dần dần sẽ tan ra bắt đầu di chuyển được thôi. Hả à, bỏ chạy. Chạy đâu. Đốt lửa luôn á. Combo hai cái sốc nhiệt nó chịu sao mà nổi. Nhào vô đây luôn. Thấy nó đẻ trứng nè. Trứng này trứng bình thường thôi. Và đánh xong á thì lên được thêm 4 cấp đó. Thêm chút tốc độ đi. Con này phải cho mình vừa sử dụng được cái nỏ nó thì ngon rồi. Nhưng mà con này nó gọn hơn ha. Nhìn nó thoáng hơn cái con Dragon á. Dragon cái nó dướng lắm. Con này mình cũng phải đứng ở trên vai nè. Sao nó cho follow mình. Cái đứng trên này mình sử dụng. Sao nó bay vậy à, nó cứ bay lên phía bên trên nha. Nó không đứng yên một chỗ được như cái con rồng. Hồi nãy mình thấy có con cây vô dưới này ăn xuống mình phụt cho nó một cái á. Cây vô đó là thần thoại luôn á. Nhưng con này thì có chiêu điện nè chứ là chiêu độc. Ờ đúng rồi thử chiêu độc cái. Ủa có cá sấu nữa kìa. Ồ kế bên con này thì có con cá sấu. Mới đánh xong con cá sấu bên kia. Đây có luôn à. Có luôn mình chơi luôn. Đây mình sẽ bắn vô gì nè. Đúng không. Con này kháng độc à. À kháng nguyên tố. Bắn độc không xin dây. Mình sẽ thử băng thử nè. Ui con này kháng hết nguyên tố luôn à. Vậy thì chỉ có đang vật lý với nó hay sao á. Đánh mình cái 3000 mấy không sao. Cào thử coi. À cào được nè. Cào được và nó bị cháy luôn. Vậy mà sử dụng lửa đâu là không xin nhơi á. Nó đánh mình bị gì á. Đánh lại hết được luôn rồi. Dính điện hiệu ứng gãy xương. Gãy xương là mình không cắn nó được nữa.
Vậy là con rồng này của mình nó cũng có khuyết điểm đó chứ. Gặp cái con rồng đang gần kia của mình là nó vô đây là nó quất con này xong luôn rồi. Lạnh thế coi. Lửa băng cũng không được á. Lửa bình thường thì chắc chắn không được rồi. 300.000 máu, thần thoại thì làm được. Con này mình tăng luôn được. Ủa sao bây giờ còn có 300 mấy vậy? Đó, lâu lâu thì mới trúng được cái ăn. Nãy trúng cái đuôi nó hay sao á. Nó còn có mấy trăm đam nè, giảm đi tới 99% đam hay sao á. Đó, được một cái xô cao cấp. Còn con boss cá sấu dưới này là mình sẽ xử luôn à. Đậu đất thì mình băng nó à. Chỉ cá sấu này, ôi sắp đi luôn rồi. Lửa cái nè. Rồi lạnh luôn nè. Xong. Có không, có không? Cũng không có luôn ha. Ủa hôm nay đánh hai con luôn á. Vậy mà không có. Tập trước thì đánh được một con à. Nhưng mà tiến quá trong quá xấu của mình á. Là nó cần tới tận 2 viên đá tiến quá lần. Giờ phải kiếm thêm một viên nữa thì mới tiến quá được cho em nó. Đây mình thấy có mấy con Legend nữa ha. Con cái gì đó, Reaper nè. À, Abyss hả? Ôi, Abyss vẫn chưa đủ sức à. Abyss bây giờ phải lên cấp độ tiếp hay quá. Hình như Legend sau đó thì lên tới Abyss các bạn. Là mình bắt đầu lên đời rồi đó. Nhưng phải kiếm mấy con boss, như boss Tero. Kiếm một Tero, Tero thì mình chưa tìm được trên map của mình. Chắc mình sẽ đi vòng vòng, phiêu lưu khám phá dần dần nha. Bắt đầu tìm được nó, mình sẽ dứt luôn. Còn vậy sao các bạn, khó tìm quá, bắt đầu mình sẽ lắp cái mod tìm thú vô á. Mod máy quét vô để mình quét cho nó tiện hơn. Và đây, về với căn cứ thôi. Hôm nay cũng có chỗ để mình để con đệ tử của mình cho nó tươm tớp. Rộng hơn, thoáng hơn nha. Không còn phải chống chui chống nhủi ở trên ngọn núi chật chội trên kia nữa rồi. Đây để đây đi. Vậy là mình có hai con Legend đó. Con này cho đứng im cái. Đi lung tung quá gian quỷ. Cho nó nằm gần gần chung với con Red đi. Đây này thì để xem nè. Nãy có chịu đập cánh vậy. Đúng rồi, farm được hết nè. Sử dụng nó để dọn dẹp ở đây farm hết luôn cũng được. Nhưng nó farm hơi chậm nè. Tính ra cái cây cuốc của mình á, farm hết còn nhanh hơn nó nữa. Nó chủ yếu để chiến đấu thôi. Mà con này ngổ quá. Sao cứ đi lung tung vậy? Nó đi một hồi thôi nó bắt đầu đứng im lại. Con nó cũng khó tính dữ á. Đó, bây giờ có chỗ tươm tất ha. Vậy trong tập ngày hôm nay các bạn, có một chỗ để mình để mấy con đệ tử của mình nè. Có một cái căn nhà để sau này mình sẽ nâng cấp nó lên thành element á. Mình sẽ mở rộng ra thêm. Còn bây giờ thì tạm thời sử dụng bằng vật liệu xây dựng bằng đá thôi. Cho nó đỡ tốn kém á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết những video của mình cũng như series ARK thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp những video tiếp hay cho bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.